Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cú slide, giao bóng slide. Là cú giao bóng slide là mình phải cầm cán vợt số 2. Khi mà mình giao bóng, điểm tiếp xúc bóng của cú slide đó là đi quả bóng từ mặt vợt ngang như vậy. Từ 9 giờ về 3 giờ. Đó, như vậy. Ăn mỏng vào quả bóng, tiếp xúc ăn mỏng bóng. Đó là kỹ thuật của cú giao bóng slide. Chúc các bạn thành công. Được quá.